Bay. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Rồi các bạn, hôm nay là ngày 10, mùng 10 Tết. Còn mùng là còn Tết. Có thể hôm nay là ngày Tết cuối cùng của năm 2023 và chúng ta bắt đầu đi cài bừa guốc bẫm để mà chờ thêm một cái Tết mới. Còn hơn 370 ngày nữa mới cái Tết Tết các bạn. Ok. Lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một ngày mùng 10 Tết thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Hôm nay chúng ta có nhiều cái bản tin rất là ngộ nghĩnh, rất là hay ho đến từ nước Mỹ. Tôi nói các bạn, hiện tại bây giờ tổ chức phản động lưu vong Việt Tân nó rất là mưu mô, nó đã lợi dụng được cái hình ảnh của Trương Bất Quy và kể ra những cái câu chuyện hồi xưa, hồi năm 1900 hồi đó để nhằm kích động cộng đồng người Việt ở Việt Nam chống lại người Việt Nam luôn. Đây là một cái kế hoạch hết sức là tinh vi và mưu mô. Tuy nhiên thì cái kế hoạch này nó không thể nào thành công khi có sự xuất hiện của YouTuber đẹp trai là tôi, Full Game Mobile. Tôi sẽ chỉ cho các bạn biết một cái nước Mỹ mà nó cũng rất là hỗn loạn. Mặc dù nó hỗn loạn, mặc dù nó rất là giàu có. Và những cái video clip của tôi không phải để chống nước Mỹ, không phải để nói xấu người Mỹ, mà tôi cho người Việt Nam thấy rằng ở tất cả các nước trên thế giới nó đều có một cái nỗi khổ riêng, nó đều có một cái vết nhơ riêng mà những cái người phản động người ta không cho các bạn thấy. Nó dạch ra một cái nước Mỹ rất là tự do, rất là công bằng, ngồi không cũng có đồ, ngồi không không làm gì cả cũng cũng có tiền, cũng có lương, cũng có ăn, cũng có nhậu. Và chúng lợi dụng vào cái sự việc mà được nhà nước hay là được chính phủ bảo trợ như thế nào đó, ăn không ngồi rồi rất là sướng, để mà thao túng tâm lý những người ở trong Việt Nam. Hiện tại tôi cảm thấy là có khoảng 10.000 người đến 20.000 người ở trong nước Việt Nam có những cái tinh thần bất ổn, cảm thấy là chán nản và không muốn ở lại quê hương mình. Tôi cũng nhắn gửi với các anh chị rằng ở đâu cũng làm mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Chuyện người ta, tôi nói các bạn, người ta lo cho dân người ta không sướng hơn, không sướng hơn sao mà người ta lo cho dân ngoại xứ. Các bạn suy nghĩ điều đó. Và tôi nói các bạn cảm thấy chán nản hay là các bạn cảm thấy bực bội thế nào đó là do bản thân các bạn thôi. Tôi nói các bạn đi qua bên Mỹ cài còn hơn cái gì nữa các bạn. Cài đến nỗi mà người ta, tôi nói các bạn nghe, muốn về Việt Nam á là phải làm thêm một cái shop nữa, hoặc là làm thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, tức là một ngày phải làm 12 tiếng. Tôi nói các bạn là bạn của ba tôi ở bên Mỹ mới về, mà ở ở Đồng Nai các bạn, có ghé thành phố Hồ Chí Minh chơi. Tôi rủ cái bác này về nhà tôi sẽ dắt bác này đi chơi và tôi sẽ free hết cho các bác bác này. Việt Nam nói là làm. Tôi nói các bạn, người ta làm bên Mỹ cực khổ lắm và cái áp lực công việc dữ dằn lắm. Không phải giống như chúng ta đâu, sáng ra cái đi ăn sáng uống cà phê này kia đồ ha. Thứ bảy chủ nhật rủ nhau kéo nhau đi nhậu. Tôi nói các bạn, không, bên Mỹ không có vấn đề đó, thậm chí ở bên Hàn Quốc hay Trung Quốc nó cũng không có vấn đề đó. Tôi nói các bạn phải làm dữ lắm. Tôi đã đi ra qua hai nước, một cái nước là Trung Quốc, một cái nước là Hàn Quốc. Tôi nói các bạn nghe, đồ ăn tôi không chê trách gì họ, nhưng mà họ làm không có kỹ như Việt Nam chúng ta đâu. Cái cách họ làm rất là sơ sài các bạn. Các bạn phải đi qua rất nhiều nước rồi các bạn cảm thấy là yêu mến quê hương của mình. Các bạn cứ nghe cái thằng phản động bao que Trung Quốc Quy thì các bạn bị nhầm mày các bạn. Tôi nói các bạn bị nhầm rồi đó. Thì tôi nói các bạn, cách đây chỉ có vài chục phút thôi đã có một vụ xả súng ở bên Florida Mỹ nữa rồi các bạn. 10 người bị thương mà trong đó hai người bị thương rất là nặng. Các bạn thấy rằng ngày nào cũng có cái người ta xả súng bên Mỹ hết, mà tại Trung Quốc Quy nó không có nói cho các bạn nghe đâu. Một ngày nào đó tự nhiên đang lang thang trên phố, một mình anh lang thang trên phố, ok đó, thì sao nghe các bằng cái một là các bạn chạy hú hồn. Tôi nói các bạn, không có nước nào, không có cái nước nào bằng nước Việt Nam chúng ta đâu. Chúng ta hãy mà cảm thấy là vui vẻ, chúng ta đi làm chúng ta vui vẻ với bạn bè, cái hạnh phúc nó cao hơn ở nước ngoài rất là nhiều các bạn. Nói không phải là tôi nói như vậy, không phải là mà nước Mỹ không có hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc của họ là một sự riêng tư nào đó. Trời ơi, cấm ăn cấm đầu cấm cổ mà đi làm từ 9 giờ sáng làm luôn tới 9 giờ tối. Thì tôi nói các bạn nghe, thời gian đâu còn gặp nhau. Họ muốn giống như chúng ta cũng không được, tại vì sao, cái đường họ lộ của họ quá rộng, cái chỗ làm và cái chỗ ăn nó cách quá xa.
đó, cho nó chạy 2-3 tiếng đồng hồ đi, để ăn sáng hay là 2-3 tiếng đồng hồ uống cà phê, thì tôi nghĩ rằng thứ bảy chủ nhật họ mới làm điều đó thôi. Trong khi vấn đề là chúng ta ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó. Tôi nghĩ rằng tôi nói như vậy, một số người ủng hộ Trung Quốc quyền các bạn lại không có thích, nhưng tôi đang bảo bảo các bạn, Mỹ không phải là một thiên đường đâu. Tôi nghĩ thiên đường cho người giàu thôi, chứ còn những cái người mà làm công ăn về à, người làm lương ăn công như như chẳng hạn như tôi thôi, thì tôi nói rằng đầu đầu tắt mặt tối các bạn, không không có cái vấn đề gì mà hơn cái đó nữa. Tôi có một người anh nuôi, một người anh nuôi này cưới được một người vợ ở bên Nhật, cái này tôi đang nói bên Nhật nha. Anh ta làm đủ tiền được mấy trăm triệu là anh ta đi về Việt Nam luôn. Các bạn biết tại sao không? Không có lại cái máy chấm công, làm không có lợi cái máy chấm công, lấy cái thẻ quẹt vô cái công xưởng, cái cửa mở ra đi vào đó làm à, rồi sau đó à, mệt mệt quẹt cái gạch đi ra ngoài đó. Bác bạn làm 5 tiếng nó tính 5 tiếng, làm 6 tiếng nó tính 6 tiếng, nhưng không được nghỉ nha, có máy camera quan sát nha. Các bạn đứng ở không à, bấm điện thoại, hay là các bạn đứng ở không à, không làm gì, quá 5 phút nó sẽ báo. Nhưng mà tôi nói các bạn, một một cái ca làm các bạn gì đó, nó chỉ cho các bạn nghỉ khoảng chừng à, 3 lần như vậy thôi. Như vậy là 15 phút, làm 8 tiếng đồng hồ chỉ nghỉ có 15 phút thôi các bạn. Các bạn đứng một chút xíu là nó nhắc các bạn, mà nó nhắc các bạn tới 3 lần là các bạn bị đuổi việc đó. Tôi nói các bạn hãy thử xem, hỏi những cái người khác, những cái người mà đã thành công rồi đó, các bạn biết là cái tính chất tư bản à, nó không có phù hợp với chúng ta, và chúng ta đang đi đúng đường rồi đó các bạn. À, tôi nói các bạn mà cứ có một cái sự hiềm khích với quốc gia của mình, mà mình đang sống ở Việt Nam mình, mà các bạn lại nói giáo cho giặc và nói tiếp cho Trung Quốc Quy, thì tôi nói một ngày nào đó các bạn sẽ hối hận thôi. À, Trung Quốc Quy không có chỉ ra những cái điểm mà chúng ta không thấy về nước Mỹ, các bạn thấy trong thời gian qua các bạn thấy không? Bằng cái bằng làm sức khỏe thế nào đó cũng là cái bằng giả, 6.700 cái bằng giả. Rồi một ngày hai ngày có vụ xả súng, một ngày hai ngày có vụ chết chóc, các bạn thấy rõ ràng. Và tôi nói các bạn nghe, Homeless bên Mỹ à, tới với nhiều Phương Châu nè, Homeless bên Mỹ có sung sướng không? Tôi nói cho các bạn biết nha, Việt Nam hơn họ một cái mà các bạn chưa thấy. À, hôm nay tôi bỏ 10 phút ra để tôi à, tôi phân tích về vấn đề Trung Quốc Quy cho các bạn nghe nha. Họ cho đồ hộp, mà các bạn biết đồ hộp bên Mỹ là cái gì? À, đồ hộp bên Mỹ là một cái mà người ta rất là chán ghét. Tại sao vậy? Đem về rồi phải đun lên rồi mới ăn được. Trong khi các bạn thấy những cái đoàn từ thiện, tôi nói đoàn từ thiện chơi thôi, múc ra là ăn, cơm còn nóng hổi, bún còn nóng hổi. Các bạn thấy không? À, còn cái đồ hộp đó phải đem về đổ ra chảo rồi bắt nước lên sôi lên rồi mới ăn được. Đó, các bạn biết là cái khí khí hậu của Mỹ nó lạnh dữ dừa gì. Các bạn biết các bạn nấu bao lâu rồi các bạn mới ăn được cái đồ hộp đó không? Mà hàng Trung Quốc Quy nó chửi đồ hộp ngon quá, ngon quá, ngon quá. À, đúng rồi chị, thức ăn nhanh gọn lẹ. Nên em phải nghĩ là không nhanh là chị. Cũng phải khui ra hâm lên, không lẽ khui ra quẹt vô đồ ăn ăn luôn hả chị? Đó, thì tôi nói các bạn á, nếu như các bạn muốn tôi kiểm chứng cái gì thì tôi sẽ nhờ chị Phương Anh. À, chị Phương Anh đã hứa giúp kênh này à, muốn làm một cái gì đó để cho người ta thấy về cuộc sống Mỹ. Ok, chị Phương Anh sẽ giúp tôi, và trong tương lai các bạn muốn thấy điều gì thì tôi sẽ cho các bạn thấy điều đó, để cho các bạn so sánh giữa Mỹ, một cái cường quốc nằm ở trong top 3 những nước giàu nhất thế giới à, với một cái nước mà đang ở vị trí à, top 30, có thể là 37, 38 mà không chừng nữa các bạn. Ok à, em cũng chưa biết làm gì đó chị. Hiện tại bây giờ khán giả cho em rất là nhiều tin, chẳng hạn như 2-3 phút cái họ cho tin, nó nói bên Mỹ có xả súng này kia đồ đó, ha ha, chỉ cần chị xác minh cái đó là đúng là được, tại vì bị bên Mỹ em nói tao không tin đó. Thì cái đó các bạn nghe, những cái vấn đề này Trung Quốc Quy đâu có nói cho các bạn nghe. Rồi tôi chưa nói cho các bạn biết là sự bất đồng về ngôn ngữ. Các bạn biết tiếng Anh thì các bạn qua Mỹ ok yeah, các bạn không biết tiếng Anh mà qua Mỹ biết cái gì đâu nói. Còn ở cộng đồng người Việt Nam thì không ăn việc làm, công ăn việc làm ta đủ hết trơn rồi, ai mướn các bạn đúng không? Miếng người ta giúp đỡ các bạn, giúp đỡ các bạn một ngày hai ngày thôi, chứ không lẽ ta giúp đỡ suốt đời đó. Các bạn suy nghĩ đi, không không phải là tôi cấm cản vì các bạn, nhưng mà tôi nói những cái vấn đề đó là Trung Quốc Quy nó tự nó nói ra cho người ta cảm thấy là chán ghét ở Việt Nam thôi. Chứ thực tế các bạn đi ở nước ngoài một lần hai lần đi rồi các bạn biết à, các bạn thấy là quê hương chúng ta là rất là tuyệt vời các bạn, sông núi đồ ăn này kia đồ à, rất là tuyệt vời, chứ không phải giống như ở đời Trung Quốc Quy nói đó. Các bạn qua bên đó các bạn không có người thân,
các bạn không biết tiếng Anh thì các bạn homeless. À, các bạn homeless, mà homeless muốn đuổi các bạn giờ nào có đuổi. Homeless là không nhà cửa đó các bạn, là người ăn xin ở ngoài đường đó, người vô gia cư đó các bạn. Nó hỏi chị Phương Anh nè, bên Mỹ có bao nhiêu người, cái chỗ chị ở đó hiện tại bây giờ chị phỏng đoán thử xem, trong cái tiểu bang chị đang ở có bao nhiêu người homeless, chị nói cho khán giả biết giùm em cái. Chị phỏng đoán thử xem có bao nhiêu người homeless, theo chị biết đó có bao nhiêu, bao nhiêu người, cái hàng ngàn người hay là hàng trăm ngàn, hàng trăm người, ngàn người hay là hàng chục người đó. Tôi nói các bạn là nó chỉ vẽ ra một bức tranh để mụ mị các bạn.